Đời sống đích thực, sống theo ý Chúa. Chúng ta cùng suy niệm về tầm quan trọng của việc sống theo ý muốn của Thiên Chúa để có thể trở thành những con cái của sự sống lại. Trong bối cảnh của đời sống đức tin Kitô giáo, chủ đề đời sống đích thực, sống theo ý Chúa là một trong những vấn đề sâu sắc và quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta cần suy ngẫm. Đức Giê-xu đã không ngừng nhấn mạnh rằng sự sống không chỉ đơn thuần là sự tồn tại vật lý, mà còn là một hành trình tâm linh, nơi mỗi người được mời gọi để sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu giảng dạy về việc không cưới vợ lấy chồng trong đời sống tương lai, Ngài đã mở ra một cái nhìn mới về bản chất của sự sống. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thường nhìn nhận mối quan hệ gia đình, tình yêu và sự gắn bó theo cách rất thực tiễn và thế tục. Tuy nhiên, qua những lời dạy của Ngài, chúng ta nhận ra rằng đời sống sau khi phục sinh sẽ không còn bị ràng buộc bởi những điều đó. Những ai được sống lại sẽ sống trong một sự kết nối thiêng liêng với Thiên Chúa, một tình yêu thương không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Điều này không chỉ nhắc nhở chúng ta về thực tại của nước trời mà còn kêu gọi chúng ta sống một cách ý thức hơn trong cuộc sống hiện tại. Đức Giê-xu kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Đời sống đích thực được tìm thấy khi chúng ta bước ra khỏi những mối bận tâm và những giá trị vật chất của thế gian, để tập trung vào mối quan hệ với Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta không chỉ tin vào Ngài mà còn sống một đời sống phản ánh tình yêu và sự công chính của Ngài. Khi chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta trở thành những người thực thi lời Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp khó khăn hay thử thách. Trái lại, khi theo đuổi một đời sống đúng đắn trong Chúa, chúng ta có thể phải đối mặt với những phản kháng từ xã hội, những cám dỗ làm cho chúng ta chùn bước. Tuy nhiên, chính trong những lúc như vậy, lòng tin vào Thiên Chúa và quyết tâm sống theo ý Ngài sẽ trở thành sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra, sống theo ý Chúa còn mang đến cho chúng ta sự bình an và niềm vui thật sự trong tâm hồn. Khi chúng ta sống một cuộc đời trung thực và công chính, không chỉ là sự tuân thủ các quy tắc, mà còn là sự sống động trong mối quan hệ với Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Điều này sẽ biến cuộc sống hàng ngày thành một hành trình đầy ý nghĩa, nơi mà mỗi bước đi đều có thể là một lời tôn thờ lên Thiên Chúa. Đời sống đích thực, sống theo ý Chúa không chỉ là một lý tưởng hay một mục tiêu mà là một lời mời gọi sống thực tế, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đức Giê-xu đã chỉ ra rằng cuộc sống tương lai của chúng ta trong nước trời sẽ rất khác biệt so với cuộc sống hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta được mời gọi để bắt đầu ngay từ bây giờ, sống theo ý muốn của Thiên Chúa, tìm kiếm sự sống động và ý nghĩa trong mọi mối quan hệ và hành động của mình. Sống theo ý muốn của Thiên Chúa chính là con đường dẫn đến đời sống đích thực. Khi chúng ta quyết định đặt ý muốn của Ngài lên trên mọi thứ, chúng ta bắt đầu tìm thấy mục đích thực sự trong cuộc sống. Đời sống đích thực không phải chỉ là việc tồn tại, mà là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hướng đến sự tốt đẹp. Khi chúng ta tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ tạo dựng cho bản thân một nền tảng vững chắc mà còn ảnh hưởng tích cực đến gia đình và cộng đồng xung quanh. Hãy suy ngẫm về những lời dạy của Đức Giê-xu về tình yêu thương và lòng thương xót. Ngài đã không chỉ dạy chúng ta yêu thương nhau mà còn sống với sự tha thứ, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Trong gia đình, khi chúng ta sống theo ý Chúa, chúng ta tạo ra một môi trường hòa bình và yêu thương, nơi mọi thành viên có thể phát triển và thăng tiến trong đức tin. Trong cộng đồng, một cuộc sống theo ý Chúa sẽ dẫn đến sự thay đổi tích cực, nơi mà mọi người cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Khuyến khích cộng đoàn hãy sống mỗi ngày như một sự phục vụ cho Thiên Chúa. Điều này không chỉ thể hiện qua các nghi lễ tôn giáo mà còn qua những hành động yêu thương và phục vụ tha nhân trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có thể là một lời nguyện cầu, một sự hiến dâng lên Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã làm gương cho chúng ta qua đời sống phục vụ. Ngài không chỉ là thầy, mà còn là người phục vụ. Khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, khẳng định rằng sự cao cả đến từ sự khiêm nhường và phục vụ người khác. Chúng ta cũng được mời gọi sống trong tinh thần đó. Hãy mở rộng lòng mình, không chỉ với gia đình mà còn với những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế, nghèo khổ và bị bỏ rơi. Mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta có thể mang lại niềm hy vọng và sự an ủi cho người khác. Chúng ta thường nghe lời Chúa trong các thánh lễ, nhưng sự lắng nghe này chỉ là bước đầu. Đức Giê-xu đã dạy rằng không phải mỗi người nói với Thầy, lạy Chúa, thì sẽ được vào nước trời, mà chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời, MT 7:21. Điều này cho thấy rằng việc lắng nghe lời Chúa mà không thực hành sẽ không mang lại giá trị thực sự trong đời sống đức tin của chúng ta. Đời sống đích thực của Kitô hữu không chỉ là một lý thuyết mà là một hành động cụ thể, một cuộc sống phản ánh những gì mà Đức Giê-xu đã dạy. Mỗi người chúng ta được mời gọi để trở thành những người thực thi lời Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những giá trị mà Thiên Chúa truyền dạy, như tình yêu thương, sự tha thứ, lòng nhân ái và sự công bình, không chỉ là những khái niệm trừu tượng mà là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta trong mọi mối quan hệ và hành động hàng ngày. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương người khác như chính mình.
Tình yêu thương không chỉ là một cảm xúc mà còn là một hành động. Điều này có thể được thể hiện qua việc giúp đỡ những người cần giúp, lắng nghe và chia sẻ với những ai đang đau khổ. Tha thứ không chỉ là điều mà Thiên Chúa mong muốn từ chúng ta mà còn là một ân sủng. Tha thứ giúp chúng ta giải thoát khỏi gánh nặng của những oán hận và mang lại sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta được nhắc nhở rằng nếu các con không tha thứ cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. MT 6:15. Chúng ta cần thực hành lòng nhân ái trong cuộc sống hàng ngày. Sự nhân ái không chỉ đơn thuần là cảm thông mà còn là hành động cụ thể. Hãy dành thời gian để giúp đỡ những người xung quanh, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm. Trong một xã hội đang đối mặt với nhiều bất công, mỗi Kitô hữu cần đứng lên và bảo vệ sự công bình. Hãy là tiếng nói cho những người không có tiếng nói, bảo vệ quyền lợi cho những ai bị áp bức. Đó là cách mà chúng ta thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này. Để thực sự sống theo những giá trị mà Thiên Chúa đã truyền dạy, chúng ta cần để lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Lời Chúa không chỉ là một bộ sách để đọc, mà là một nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng ta qua những thử thách và cám dỗ. Khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta cần quay về với lời Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn và an ủi từ Ngài. Đức Giê-xu đã từng nói, nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì hãy cầu xin bất cứ điều gì các con muốn, và sẽ được cho các con. Ga 15:7. Đây không chỉ là một lời hứa mà còn là một lời kêu gọi cho chúng ta sống sâu sắc hơn trong mối quan hệ với Ngài. Khi lời Chúa ở trong chúng ta, nó sẽ biến đổi chúng ta, giúp chúng ta trở thành những nhân chứng sống động cho sự sống đích thực của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi để trở thành những chứng nhân cho sự sống đích thực của Thiên Chúa. Hãy sống theo những giá trị mà Ngài đã truyền dạy, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để những cám dỗ và thử thách làm chúng ta chùn bước, thay vào đó, hãy để lời Chúa dẫn dắt và an ủi chúng ta. Hãy trở thành ánh sáng và muối cho thế gian này, phản ánh tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy mở lòng đón nhận sự sống mà Ngài ban tặng, để chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn trong tình yêu và sự tha thứ. Amen. Bài suy niệm của Linh Mục An Mai dòng Chúa Cứu Thế.